Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Nhân nào quả nấy. Con người ở thế gian này gặp đủ thứ chuyện kỳ lạ. Vì sao? Đó là vì trước kia người ta đã chót trồng cái nhân kỳ lạ, nên bây giờ mới sinh ra cái quả kỳ lạ. Nếu các bạn chẳng gieo loại nhân ấy thì sẽ không gặp phải loại quả này. Vì thế, nếu mọi người hiểu được đạo lý nhân quả thì hãy chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, nghĩa là chớ làm điều ác, chỉ làm việc lành. Trên thế gian này, con người không thể nào tách rời khỏi nhân quả. Tuy nhiên, vì ai nấy đều chỉ thấy quả chứ chẳng thấy nhân, nên khi quả báo xảy tới thì cuống quýt, hoang mang, không biết nên như thế nào cho phải nữa. Đó đều là do khi trồng nhân, người ta đã không biết thận trọng. Đợi đến lúc phải nhận lãnh những quả báo quái lạ thì họ mới giật mình sửng sốt. Chúng ta hiện đang nghiên cứu tứ chủng thanh tịnh minh hối, nghĩa là bốn điều răn dạy về tánh thanh tịnh trong Kinh Lăng Nghiêm. Phần kinh văn này giảng giải rất cặn kẽ những trường hợp nhân quả phức tạp kỳ lạ của con người. Các bạn muốn hiểu rõ vấn đề nhân quả thì hãy chớ làm điều ác, chỉ làm việc lành. Hàng ngày các bạn không nên chỉ toàn nghĩ tới lợi lộc riêng tư, mà hãy tìm cách mang lại lợi ích cho người khác. Song không cần phải huênh hoang, tôi thường làm nhiều chuyện lợi ích cho người khác lắm. Tôi sửa chùa tháp, bố thí, giúp đỡ người nghèo. Những việc như thế không phải để khoác lác hay nói suông, mà cần phải chân chính thực hành. Hãy lấy việc giúp người làm nguồn vui và xem đó là thiên chức của mình. Được như vậy thì thế giới này sẽ tự nhiên trở nên tốt đẹp. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 30 tháng 4 năm 1983. Ha ha ha, 问什么的说。